đầu tư ăn theo dự án tốt thôi. Đây là một trong những cái cách đầu tư khá là phổ biến của dân lướt sóng trong thị trường bất động sản. Mua trước khi có thông tin về dự án, mua trước khi có những cái thông tin liên quan tới quy hoạch dự án, sau đó thì chờ có thông tin, chờ có phê duyệt quy hoạch thì bán ra. Đây thực sự là một trong những cách làm khá là phổ biến của những tay thảo tin, và đặc biệt là những nhà đầu tư bất động sản có khuynh hướng giao dịch và lướt sóng ngắn hạn, thì họ thường hay làm theo cách này. Đôi lúc thì gọi là ăn theo, nhưng cũng có khi họ tạo ra dự án. Họ tạo ra dự án anh chị ạ. Họ vẽ ra dự án, và cũng có lúc thì dự án đó thành hiện thực, nhưng cũng có lúc thì dự án đó nó sẽ vĩnh viễn hoặc là mãi mãi không thành hiện thực. Vậy thì khi đầu tư ăn theo dự án thì cần phải lưu ý những điều gì? Có một vài cái chia sẻ, một vài cái vấn đề mà khi anh chị và các bạn đu theo những cái dự án giống như dự án Bình Ba của Bà Rịa Vũng Tàu thì cần phải lưu ý một vài điểm như sau. Điểm thứ nhất đó là chúng ta phải nắm rõ được rằng là chúng ta luôn là người đến sau. Bởi vì khi thông tin của dự án hoặc là thông tin của một cái đơn vị hành chính nào đó được quy hoạch mà được đăng công khai trên phương tiện thông tin truyền thông, thì đồng nghĩa với câu chuyện đó là không phải chỉ mình anh chị và các bạn biết về điều này, mà rất nhiều người, thậm chí là rất rất nhiều người biết về điều này. Lý do là bởi vì thông tin không chỉ được đăng trên một kênh, mà thậm chí còn được gọi là chia sẻ hoặc là trích dẫn lại ở nhiều kênh khác nhau. Một trong số những kênh đó là kênh mà anh chị và các bạn đọc được, biết được. Vậy thì chúng ta là người đến sau, vậy ai là người đến trước? Giới thạo tin sẽ là người đến trước, giới tài phiệt sẽ là người đến trước, và những người nội bộ thân hữu với những người làm đề xuất xin phê duyệt quy hoạch, những người đang chuẩn bị đặt bút ký lên phê duyệt quy hoạch, hoặc là rất nhiều anh em thân hữu thân tình với những người trong nội bộ của cái dự án. Và vì chúng ta là người đến sau, nên chúng ta phải hiểu thêm một điều nữa, đó là chúng ta sẽ là nhà đầu tư cấp 2. Chúng ta không phải là những nhà đầu tư sơ cấp ban đầu trực tiếp mua của dự án đâu. Bản thân, bản chất vấn đề là chúng ta mua bán lại ở đây á, thì chúng ta sẽ mua cái ngọn của các cái phần đất quanh dự án. Còn chỉ có cái dự án này thì mới là chúng ta là nhà đầu tư sơ cấp thôi. Nhưng mà dự án này khi nào triển khai thì chưa biết. Vì vậy thì đất trong khu dự án thì chúng ta sẽ chưa mua được, hoặc là chưa có sản phẩm để mua. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp cái dự án đất ở Bình Ba. Hiện nay thì Vin mới chỉ là gọi là làm đề xuất, gọi là xin được phê duyệt quy hoạch thôi. Mà làm đề xuất xin được phê duyệt quy hoạch thì cũng có thể được phê duyệt quy hoạch, hoặc cũng có thể không được phê duyệt quy hoạch. Và rồi có những dự án trong số những dự án của Vin mà sau này không cảm thấy hiệu quả, hoặc là triển khai dự án không thấy nó đem lại cái hiệu quả, thì họ cũng cắt lỗ, còn hơn là cắt lót, nhanh chóng dừng dự án. Đây là một trong những dự án tôi lấy ví dụ, như là phê duyệt quy hoạch cái dự án gọi là lấn biển Cần Giờ của Vin. Thì đến ngày hôm nay thì thực ra dự án đấy không đi vào triển khai gọi là mạnh, mà hiện nay thì gần như là đang đắp đống tại đó. Thì trong số rất nhiều những dự án của Vin
nếu anh chị và các bạn vào trong cái website của tập đoàn VinGroup và nghiên cứu về công ty bất động sản VinHome, thì anh chị trong cái báo cáo gọi là báo cáo thường niên năm 2019 của Vin, thì anh chị sẽ thấy được hàng loạt các dự án của Vin đang và đã triển khai, hoặc là những dự án đã được phê duyệt quy hoạch. Còn những dự án mà mới chỉ làm đề xuất á, thì chưa nằm trong báo cáo thường niên. Tuy vậy thì nếu muốn tìm, anh chị và các bạn vẫn có thể lên mạng để tìm kiếm được. Và như vậy thì quay lại cái chủ đề của chúng ta thì rõ ràng với những cái dự án kiểu như thế này, kiểu như là Bình Ba này, thì chúng ta phải hiểu được một cái nguyên nhân, đó là chúng ta đầu tư ở đây thì cái điều đầu tiên là chúng ta chỉ là những người đến sau và mua ngọn và cố gắng bán ngọn cao hơn thôi. Là rủi ro mà rất lớn. Rủi ro có thể dự án này không được phê duyệt. Có thể không được phê duyệt. Và rủi ro thứ hai nữa là cái việc mà phê duyệt là 1/2000, 1/1000 hay 1/500. Nó khác nhau rất là nhiều anh chị và bạn. Bởi vì những cái phê duyệt khác nhau thì nó sẽ đưa đến cái kết quả là có thể thay đổi hoặc không thể thay đổi. Ví dụ như là trong một cái dự án, nếu mà là biệt lập, nếu mà dự án mà giống kiểu là giống như là một cái resort mà họ biệt lập, hay nói lan man thêm một chút xíu nữa liên quan đến câu chuyện, tức là tôi biết được rất nhiều bạn hiểu là làm resort trực tiếp là chủ của các cái resort lớn ở dọc bờ biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, thì có mới chia sẻ với tôi như này này: những cái gì ở phía ngoài resort gần như không phát triển được. Lý do là bởi vì các cái khu resort này là những khu resort có đẳng cấp, gọi là rất cao cấp, 4-5 sao, và họ có nguồn khách ổn định theo một cái luồng khách hàng riêng biệt của họ, hoặc là theo một cái chuỗi các cái công ty du lịch. Còn lại thì ở bên ngoài thì là biệt lập, thì gần như là cái du lịch địa phương không phát triển mấy. Thì tương tự như vậy, các cái dự án ở vùng tỉnh lẻ thì nó cũng có một cái yếu tố gần na ná tương tự. Thì rất có thể các dự án này bên trong dự án sẽ phát triển rất tốt, tuy vậy thì bên ngoài dự án gần như là không có sự phát triển. Nếu như mà quy hoạch mà 1/2000 hoặc 1/1000, hoặc là những cái quy hoạch mà có thể thay đổi về cái cơ cấu, tức là cái gọi là cái duyệt về cái việc là cái tính chất của dự án, thì rất có thể là việc đầu tư đầu cơ ở bên ngoài dự án nó sẽ không hiệu quả, hoặc là thậm chí là nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái rủi ro, là gần như chúng ta cái dự án nó chỉ mang tính chất gọi là có ích và có lợi cho cái dự án riêng lẻ thôi, còn cái phần ngoài thì không đem lại hiệu quả gì. Đó là điều thứ nhất lưu tâm. Như vậy là rủi ro rất lớn. Rủi ro lớn hơn hết là dự án không được phê duyệt, không được chính quyền địa phương cũng như chính phủ phê duyệt. Bởi vì mới với những cái dự án lớn như dự án Bình Ba này thì chắc có lẽ là anh chị và các bạn hiểu được rằng là nó có tính gọi là tính chiến lược về mặt dài hạn rất là cao, và cái thời gian để có thể phê duyệt cái dự án này thì còn rất là lâu. Và có phê duyệt đi chăng nữa thì có việc triển khai hay không thì cũng còn là một cái chủ đề mà chúng ta còn phải bàn nhiều. Do đó thì việc đu theo những cái dự án như thế này là rất rủi ro. Rồi, điều thứ hai chúng ta phải lưu ý rằng là thị trường bất động sản hay bất kỳ một cái thị trường nào thì chúng ta phải hiểu rõ được cái phân khúc chúng ta đang giao dịch. Cái phân khúc mà chúng ta giao dịch gọi là mua bán, kinh doanh, đu theo dự án, thì chúng ta được gọi đây là những phân khúc gọi là phân khúc đầu cơ, chủ yếu là phân khúc đầu cơ, mua đi để bán lại. Và vì đầu cơ thì chúng ta cần phải có thanh khoản, và để có được thanh khoản thì chắc chắn anh chị và các bạn phải hiểu được rằng là hiện nay thì xu hướng thị trường bất động sản đang ở đâu và thanh khoản chung của thị trường đang như thế nào. Từ đó chúng ta mới quyết định đưa ra được cái câu chuyện, đó là tham gia đầu cơ hay là tham gia đầu tư đúng nghĩa trong thị trường bất động sản. Thì điều này cũng là một trong những cái rủi ro rất lớn, cực kỳ lớn luôn, đối với những anh chị và các bạn không hiểu rõ được bản chất của cái sự việc là chúng ta đang tham gia vào cái phân khúc nào. Thì cũng lấy ví dụ của cái đất ở Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu là một xã của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có 3 mặt
một mặt là giáp đường Mỹ Xuân Ngải Giao, một mặt là giáp đường Bình Giá Đá Bạc, và có con đường quốc lộ 56 đi qua cái khu đất này, đi qua gọi là cái xã này. Và cái xã này thì nó gần với lại cánh đồng Cừu Suối Nghệ. Anh chị và bạn là nếu như đã từng đi du lịch mà đã từng chụp với lại cừu ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng ta biết được cái khu vực này nó nằm ở ngay cái cánh đồng Cừu Suối Nghệ. Chúng ta đi cái đường số 1 mở rộng, và nếu không thì đi trên cái đường quốc lộ 56, chúng ta sẽ biết được dự án này. Thì dự án này là một trong những cái dự án tại sao phải đặt ra câu hỏi là tại sao Vin lại xin gọi là quy hoạch cái dự án này để làm khu công nghiệp. Thì bởi vì cái địa thế của vị trí của cái dự án, cái khu đất này thì nó khá là gần với Vũng Tàu, và khá gọi là cái tuyến đường giao thông của nó đi quốc lộ 56 về thành phố Bà Rịa, sau đó về Vũng Tàu, để có thể tiện lợi cho cái câu chuyện tức là vận tải là rất là ok. Thứ hai nữa là đây cũng là một trong những cái khu đất mà nếu mà đi ngược về cái phía sân bay quốc tế Long Thành á, là đường CT01 đường cao tốc sang Long Thành á, thì cũng khá là thuận tiện. Đi theo cái tuyến đường gọi là Mỹ Xuân Ngải Giao thì quay trở ngược lại về cái quốc lộ 51 và chúng ta sẽ đi lên trên cái khu vực mà sân bay. Thì Vin đưa ra cái tầm nhìn có hai vấn đề mà họ đưa ra. Vấn đề thứ nhất đó là cái khu đất này thì hiện nay thì cái mật độ dân cư thì khá là thưa. Tôi đã từng đi qua khu đất này, có lần tôi đã đi phượt du lịch qua khu đất này thì cho thấy rằng là khu này thì dân cư còn đang thưa lắm, và dân địa phương thì ít, do đó thì khi mà phê duyệt quy hoạch thì cái việc mà đền bù giải tỏa là rất thấp. Do đấy chi phí vốn của dự án này tức là đất giao và chi phí là rất thấp, như vậy là nó có tính khả thi rất lớn và nó có tác động rất là, tức là gọi là có cái tính mục đích sử dụng thực tế đối với lại tập đoàn VinGroup nói chung và công ty của VinFast nói riêng. Thì dự án này được xin quy hoạch đâu đó thì nghe là để triển khai một phần trong đó là làm khu công nghiệp phục vụ cho công ty VinFast ở khu vực phía Nam. Đó là thông tin chúng tôi nắm sơ qua, mình có thông tin gì thêm thì anh chị và các bạn cập nhật thêm. Nhưng mà nói tóm lại là những cái phần đất phía ngoài của cái quy hoạch dự án này mà hiện nay dân chúng đang là những người tham gia thị trường bất động sản đang tham gia thì nó vẫn được xếp vào cái phân khúc đó là phân khúc đầu cơ. Đầu cơ bởi vì sao? Bởi vì tại cái vị trí mà chúng tôi vừa nói thì cái việc mà để lấp đầy để ở thì là gần như là không khả thi. Bởi vì nó chả phải là cái phần đất gọi là vùng ven của thành phố để mà gọi là cái quy hoạch cái gọi là cái lấn vùng ven. Cái việc mà ở trong trung tâm thì đầy mà lấn ra vùng ven để có thể lấp đầy trong thời gian tới. Nó nằm gọi là giữa một cái khu vực gọi là mênh mông, nó phù hợp cho câu chuyện làm khu công nghiệp hơn là để ở. Do đó thì đầu tư vùng đất ven là vùng đất đầu cơ, mà đầu cơ thì cần phải có thanh khoản. Và trong cái đấy thanh khoản hiện nay của thị trường thì không nói anh chị và các bạn cũng đã biết. Do đó thì rủi ro khi mua vào và mất thanh khoản cũng là rất cao. Đó là lưu ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới với anh chị và các bạn. Cái lưu ý thứ ba là khi mà chúng ta nhìn vào cái tổng thể của khu đất này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái việc mà thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có giao cho Vin hay không á, thì về cơ bản là nếu như mà giao á, thì giao cũng sẽ là với cái đất gọi là đất nông nghiệp theo kiểu là đất giao cho dự án, chi phí rất thấp và họ chủ yếu là sẽ sử dụng cho cái câu chuyện mục đích riêng của họ, rất khó có thể phát triển giống như là Vinhome trên thành phố hoặc là một số những cái dự án lớn, Vinhome Central Park hoặc là Vin quận 9, mà ở đây chủ yếu là phục vụ cho công nghiệp. Khi phục vụ cho công nghiệp thì rõ ràng là cái việc ăn theo là chủ yếu đến từ câu chuyện là sau này thì có thể bán lại cho những người trực tiếp làm trong khu công nghiệp. Thời gian thì nó sẽ còn rất dài và rủi ro về câu chuyện khi nào triển khai thì còn rất lớn. Nhưng mà cái dư địa tăng giá ở đây nó nằm ở chỗ tức là chúng ta mua được những cái nền đất xung quanh để bán lại cho dân gọi là người công nhân tham gia đi làm ở những cái khu như thế này. Mà trong những cái dự án của Vin thì chủ yếu là cơ giới hóa, tức là tự động hóa rất cao. Số lượng công nhân thì chắc là cũng không nhiều, theo tôi được biết thì chúng chắc cũng sẽ không nhiều. Và tóm lại là cái biên dư địa tăng giá thì không lớn, đó là điều thứ ba. Và cái điều thứ ba này nó dẫn đến câu chuyện tức là ngay bây giờ nếu chúng ta đã phải mua lại cái gọi là cấp 2, tức là mua lại của những cái người thạo tin như cái lý luận đầu tiên chúng tôi vừa nói, thì giá thành sẽ không hề thấp và không hề thấp, kỳ vọng bán nhanh để chốt lời trong thị trường mà thanh khoản thấp,
cộng với câu chuyện là dư địa tương lai không nhiều, thì tóm lại là mua theo gọi là những cái dự án của một cái đơn vị, cái công ty cổ phần riêng lẻ trên thị trường, hoặc là một cái đơn vị không phải là một cái dự án gọi là hạ tầng của chính phủ, thì nó còn rất nhiều những cái rủi ro và chúng ta cần phải cân nhắc thêm những một vài cái lưu ý trong cái câu chuyện đó là kinh doanh mua theo cái thông tin quy hoạch dự án. Mong rằng là sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn trong cái câu chuyện đó là đưa ra được cái quyết định đúng, phù hợp và đem lại kết quả đầu tư tốt trong những cái thương vụ tương tự như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.